xuyên tạc và phủ nhận công lao, sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, đòi có nhiều đảng cạnh tranh mới là dân chủ, hay lợi dụng công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta với các hội nghị trung ương, kỳ họp quốc hội bất thường. Người ta liên tục rêu rao và cố tình đánh lái dư luận. Nào là thanh trừng nội bộ, tranh giành quyền lực, rồi chia chác ghế. Đó là những thủ đoạn, luận điệu không mới, nhưng vẫn cứ được lặp đi lặp lại năm này qua năm khác. Điều nực cười là tất cả những hạn chế, sai lầm, tiêu cực của một số cán bộ và trong xã hội luôn được các đối tượng chống phá quy kết nguyên nhân là do Đảng. Chúng cố tình gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh trật tự, hòng hạ bệ uy tín, chia rẽ nhân dân với Đảng. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, thì chúng lợi dụng những cái sai lầm khuyết điểm của cán bộ đảng viên trong cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mà Đảng ta đang tiến hành ấy, để mà khoét sâu, làm trầm trọng hơn cái tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa từ chính trong nội bộ Đảng. Có thể nói là những cái âm mưu này, những cái thủ đoạn này rất là nguy hại, làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và làm mất đoàn kết từ trong chính nội bộ Đảng. Thực tế về tăng trưởng kinh tế và những bước tiến quan trọng của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022 là minh chứng hùng hồn nhất để phản bác lại các đánh giá, nhìn nhận phiến diện, hẹp hòi, thiếu khách quan. Mục tiêu của chúng ta là lấy hạnh phúc của người dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng. Thế cho nên là cái đó, khi mà đời sống của người dân ổn định, được kinh tế xã hội được ổn định và được cải thiện, người ta được hưởng phúc lợi xã hội tốt, thì tôi chắc chắn là những cái luận điệu tuyên truyền kia sẽ không tác động được nhiều. Tuy nhiên chúng ta không vì thế mà chủ quan, mà chúng ta phải nhân rộng, lan tỏa ra, thì lúc ấy chúng ta sẽ mang lại được những kết quả tốt hơn. Dù các thế lực thù địch có tìm mọi cách để mà xuyên tạc, để mà bôi nhọ, để mà chống phá Đảng ở các góc độ khác nhau đi chăng nữa, bằng cách này cách khác đi chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng chúng cũng không thể xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp được hình ảnh uy tín của Đảng đối với sự lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, cũng không thể nào mà xuyên tạc hoặc là hạ thấp được cái niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng ta trong tình hình hiện nay. Với những thành quả đổi mới, phát triển đất nước và công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả từ trung ương đến cơ sở, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta, mọi sự xuyên tạc đều không có giá trị và sẽ bị thực tiễn bác bỏ.